Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhanh 20 giờ với các tin tức đáng chú ý. Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu mà Thạch Kim Sơn đã dùng dao đâm bạn nhậu bị thương. Vào ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Thạch Kim Sơn, trú tại tỉnh Trà Vinh. Theo cáo trạng, vào ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong lúc ngồi nhậu tại nhà trọ giữa Sơn và nạn nhân đã xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát, nhưng được mọi người can ngăn nên Sơn bỏ về phòng. Do vẫn bực tức, vào ngày hôm sau, Sơn thấy nạn nhân đang nằm ngủ thì đã dùng dao đâm vào ngực làm nạn nhân bị thương tích 27%. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Sơn mức án 8 năm tù về tội giết người. Liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản và giết người xảy ra trên địa bàn xã Thanh Đức, huyện Long Hồ vào đêm ngày 26 tháng 4, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can Võ Hữu Lợi và Trần Nguyễn Trọng Khánh cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long về hành vi giết người. Ngoài ra, Trần Nguyễn Trọng Khánh và 7 bị can khác cũng bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra, khi nhóm của Khánh và Lợi đang thu tiền bảo kê tại các quán cà phê, thì nhóm của Lê Hoàng Thoại đi xe qua và nhìn vào nhóm Lợi. Thấy vậy, nhóm của Lợi đuổi theo và hai nhóm xảy ra cự cãi đánh nhau. Trong lúc xô xát, Khánh đánh Thoại, còn Lợi dùng dao đâm vào người Thoại nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Giả vờ đang có nhu cầu tìm mua cá, Vũ Văn Ngọc đã ra tay cướp tài sản. Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố Vũ Văn Ngọc ở xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường về tội cướp giật tài sản. Và trước đó, đối tượng này đã có một tiền án về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận vì không có tiền tiêu xài nên khi biết gia đình Chu Văn Thành đang tát ao, Ngọc đã giả vờ là người đang đi mua cá để tìm cơ hội chiếm đoạt tài sản. Khi ông Thành đang trên đường chở Ngọc về nhà xem cá thì lợi dụng sơ hở, đối tượng Ngọc đã lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Công an huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với Đinh Thị Huỳnh, sinh năm 1980, trú tại ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng về hành vi không chấp hành án. Theo hồ sơ vụ việc, xuất phát từ việc tranh chấp đất giữa vợ chồng Đinh Thị Huỳnh với ông Dương Khương, chú cùng xã. Vào năm 2016, Tòa án Nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã mở phiên tòa dân sự, xét xử tuyên buộc vợ chồng Đinh Thị Huỳnh phải hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất nói trên cho ông Dương Khương, tương ứng với số tiền hơn 540 triệu đồng. Tuy nhiên, vợ chồng Huỳnh có thái độ chống đối không hợp tác. Sau đó, chi cục thi hành án dân sự huyện Mỹ Xuyên tổ chức bán đấu giá thành công mảnh đất trên. Và đến tháng 2 năm 2022, tiến hành tổ chức cưỡng chế và giao quyền sử dụng đất cho người mua chung đấu giá. Tuy nhiên, Đinh Thị Huỳnh tiếp tục cùng người thân tái chiếm và dựng lại nhà trên phần đất của người mua chung đấu giá cho đến nay. Cho rằng xe cấp cứu ép xe mình nên Danh và Chi đã đuổi theo chặn đường và dùng gạch đá ném hư hỏng xe cấp cứu đang chở bệnh nhân. Vào ngày 3 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Hào Quang Danh và Nguyễn Thị Mỹ Chi cùng trú tại thành phố Trà Vinh về tội cố ý hư hỏng tài sản. Và chiều ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Thiên Ân thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi xe đi đến đoạn thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh thì thấy có hai xe mô tô của Danh, Chi và Huỳnh Thúy Nhi 24 tuổi chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Danh và Chi cho rằng bị xe cấp cứu ép nên điều khiển xe mô tô chạy theo để chặn xe cấp cứu rồi dùng gạch đá ném làm hỏng xe cấp cứu. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Quang Danh 18 tháng tù giam, Nguyễn Thị Mỹ Chi 9 tháng tù giam.